Xin chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay Hakot xin phép được mở hộp để giới thiệu với sản phẩm là cái đầu in để lắp cho thay thế cho cái máy codec EZ6300 Plus. Thì đây là nguyên hộp của sản phẩm. Có tên series, tên model sản phẩm. Thì bên trong hộp thì chúng ta sẽ có là một cái tờ hướng dẫn sử dụng này, cách nắp. Đây là cái bản in test. Thì bên phía hãng họ đã test cho mình khi mà lắp cái đầu in này và để test ra cái bản in như thế này thì đã chất lượng thì mới đủ đảm bảo để tiêu chuẩn để xuất xưởng rồi. Đây là đầu in bên trong này. Test pass có nghĩa là cái đã được test kiểm định ok này, đóng gói để xuất sang bên Việt Nam mình. Đấy, phía bên trong đã được bọc chống sốc như này để đảm bảo cái quá trình vận chuyển. Đấy. Đây là cái đầu in này. Đây đầu in để thay cho máy EZ6300. Đây là máy cái hỗ trợ in cái khổ rộng. Đây là cái đầu in mới này, mới tinh 100%, còn nguyên cái miếng dính sau khi bên phía hãng họ test xong họ nó dính vào này. Thì đầu in được công ty nhập khẩu chính thức bởi công ty Hakot, thì cũng như là được bảo hành tại công ty Hakot. Thì quý khách có nhu cầu hỗ trợ để thay thế và cũng như là mua mới cái đầu in EZ6300 này thì vui lòng liên hệ với công ty Hakot để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.